Và chúng ta sẽ bắt đầu à, cà phê nóng cùng với những thông tin cập nhật về tình hình y tế đáng chú ý. Thưa quý vị, Bộ Y tế cho biết đến nay cả nước có 121 ca mắc bệnh đồ mùa khỉ với 6 người tử vong. Phần lớn các ca bệnh được ghi nhận ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra phát hiện các ca nhiễm ở Lâm Đồng, Long An, Bình Dương và Cần Thơ. Ngành y tế cảnh báo thời gian tới Việt Nam có thể sẽ tiếp tục ghi nhận những ca bệnh mới và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Bộ Y tế nhận định đây là dịch bệnh mới ghi nhận tại nước ta. Mầm bệnh đã xâm nhập trong cộng đồng, dự báo trong thời gian tới nhiều khả năng Việt Nam sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp bệnh mới, đặc biệt là tại các thành phố lớn khác ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Thời tiết đang trong giai đoạn vào mùa đông xuân, thời tiết chuyển mùa thay đổi bất thường là nguyên nhân của sự xuất hiện và lây lan các virus và vi khuẩn. Đây cũng là thời điểm nhu cầu giao thương, du lịch cuối năm tăng cao, là điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh lây lan có thể làm gia tăng số mắc các bệnh truyền nhiễm các chuyên gia khuyến cáo người dân bảo vệ bản thân khỏi bệnh đồ mùa khỉ bằng cách tránh tiếp xúc gần với người có triệu chứng tránh tiếp xúc trực tiếp với những vết thương dịch cơ thể giọt bắn và các vật dụng đồ dùng bị nhiễm mầm bệnh